Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì anh em mình đã có mặt tại công ty ô tô Tân Quốc Tuấn của chị Sương nhé bạn. Hôm nay thì mình có một công việc rất là quan trọng để cùng với tất cả các bạn có mặt tại đây. Thứ nhất là mình tới thăm chị Sương. Và thứ hai, một việc vô cùng quan trọng nữa là mình đưa em xe của anh em mình đi bảo dưỡng định kỳ. Mà đặc biệt lần này là mình sẽ là đại tu luôn các bạn. Do là mình đi nhiều quá và nhiều cái cung đường nó cực kỳ xấu luôn. Trong thời gian vừa qua thì mình đã quay, các bạn cũng đã hiểu rồi, nên là mình bắt buộc phải đưa xe đi đại tu các bạn ạ. Và một cái điều mà đặc biệt hơn nữa là mình muốn xem là hiện tại công ty chị Sương phát triển như nào. Tại vì trong thời gian vừa qua thì chị Sương có nói mình là rất nhiều khán giả kênh Phạm Dũng tới đây để ủng hộ chị Sương. Tuy nhiên thì trước khi mà vào thăm chị Sương, chắc là các bạn nhìn mặt anh Hải này cũng có thể đoán sơ sơ được là hôm nay anh Hải không được vui lắm. Chắc là để bạn Diễm tiết lộ tại sao anh Hải lại không vui nha. Xin giới thiệu với các bạn là anh Hải hôm nay đi phỏng vấn visa sang đi Mỹ. Thì người ta là kêu anh Hải là thôi ở lại Việt Nam đợi Phan Diễm với lại Phạm Dũng đi cùng chuyến sau. Đó nên là chuyến này là trục các bạn. Chuyến này là rớt rồi anh em ạ. Mình thất bại thật sự rồi. Thực sự là hôm nay anh Hải rất là buồn. Buồn đến nỗi mà trưa nay quay review trên kênh Sapa TV mà gần như là ăn không nổi luôn. Cái điều này nó cũng thực sự là bất ngờ với khán giả kênh Phạm Dũng nữa. Tại vì qua những comment trên kênh Phạm Dũng thì em thấy là tới hơn 90% mọi người đều tin rằng anh Hải chắc chắn sẽ đậu visa. Nhưng mà không ngờ là không đậu các bạn. Và mình có nghe anh Hải kể lại là vào gặp một chị người Mỹ thì chỉ hỏi có một hai câu qua loa thôi, rồi họ cũng cho mình trượt chứ cũng không có rõ ràng là tại sao mình trượt nữa. Đúng rồi. Nên là cũng hơi ấm ức anh Hải ạ. Cay. Cay. Rất cay luôn. Đừng có buồn, tại vì anh em thì lúc nào thật ra là Diễm nghĩ là anh Hải thì không hơi buồn, tại vì nếu mà đậu thì nó đặc biệt thôi, chứ nếu mà trượt thì nghe nói là cũng nhiều người trượt lắm. Nên lúc mà thôi cảm ơn em đã động viên. Nhưng mà anh Hải nhớ đi, rất là tình cờ nên trưa nay mình ăn thì có gặp một khán giả của kênh Phạm Dũng thì tài sản khá là lớn, nhưng mà anh nói là 3 lần đều trượt. Nên là anh em mình cũng có một cái phần là đó an ủi động viên các bạn ạ. Mình trượt không phải là vì một cái lý do gì cụ thể đâu. Chúng ta không thích thôi. Rất là mơ hồ thôi. Nhưng mà thôi, mình chắc chắn là sẽ còn lần sau nữa. Để chúc anh Hải may mắn lần sau. Rồi, cảm ơn em. Còn về bảo dưỡng xe thì thật ra là xe mình với anh Dũng thì hay mang đến Ford ở Phú Mỹ, quận 7 để mà bảo dưỡng. Nhưng mà lần này thì các bạn biết là có chị Sương này. Và đặc biệt là với người chị thân thiết thì chị nói là thợ chị rất là giỏi này, và các dịch vụ này kia thì chị cũng, mình người nhà thì cũng yên tâm hơn các bạn ạ. Đúng rồi. Ôi à, anh Hải có vẻ thích chiếc xe này rồi à? Hay là làm con này đi xuyên Việt nhỉ? Anh yên tâm. Bây giờ chị Sương đã là thông gia với anh rồi thì anh muốn xe nào cũng được. Đúng rồi. Thôi mình vào gặp chị Sương đi, mới có chìa khóa. Xe thì mình đã đưa vào rồi, thì hiện tại chị Sương đang cùng nhân viên kiểm tra các bạn ạ. Lý do tại sao mình đưa vào đây mà không phải là hãng Ford như bạn Diễm nói, là chị Sương có nói mình một câu mà mình yên tâm luôn. Thì nó là trong hãng làm như nào thì ở đây chị còn có thể làm tốt hơn. Đấy. Nhưng mà đặc biệt là những cái xe này này anh Dũng này, là nó rất là gọn vừa phải. Cái này anh Dũng có thể đầu tư cho mình một cái xe lạnh thế này. Chờ này rồi. Chờ hải sản nữa. Chị Sương đâu rồi? Chị Sương ơi. À, ngày hôm nay thì các bạn thông cảm là giọng Diễm nó hơi khàn khàn một tí nha các bạn. Em chào chị Sương. Hello. Rồi. Đây là xin giới thiệu tất cả các bạn là giám đốc công ty mua bán xe, sửa chữa xe. Nhưng mà sắp tới khoảng 5-10 năm nữa sẽ là thông gia cùng với anh Hải. Xui ra. Anh ơi, nhưng mà bây giờ em thấy là ra dáng hay là xui ra hai bên này sơ mi rồi. Sơ mi áo trắng có đồng phục quá ha. Dạ. Nhưng mà hôm nay em thấy là xe bên công ty của mình là rất là nhiều luôn chị ha. Về xe mà dịch vụ thì cũng may mắn là được các anh em như Phạm Dũng, Diệm hay anh Hải mọi người cũng có ghé và khán giả ủng hộ rất là nhiều. Thực sự là trên kênh Phạm Dũng và kênh của anh Hải hay là kênh của anh Tú là các thứ là đến ủng hộ Sương nhiều lắm. Dạ. Thì tầm đâu khoảng một tháng đây thì khách đông. Wow. Chúc mừng chị Sương, đây là thành công bước đầu của cái khu một cái ngành nghề mới của công ty của chị, đó là chăm sóc bảo dưỡng xe. Còn cái lĩnh vực mà lâu nay chị làm nhiều năm rồi đó là mua bán các loại xe tải các bạn. Thì bây giờ mình kiểm tra cái xe của Phạm Dũng một chút đi. Đây. Còn xe em mà lên trên rồi đấy các bạn. Đây. Em chào anh Hiếu. Ồ. Các bạn nhìn đưa lên như thế này cảm giác như là một người bệnh đang được kiểm tra trên giường bệnh các bạn ạ. Ngoài cái những cái vá ra rồi thì các bạn coi này.
Đây, ông đi đến nỗi mà lốp nó còn như này mà nó không nổ là may rồi. Anh ơi, cho em hỏi xíu là cái lốp mà như này thì nếu mà chạy trên cao tốc thì có nguy hiểm lắm không anh? Cái này nó cực kỳ là nguy hiểm. Wow. Cái này mà chạy trên cao tốc mà chỉ cần vướng một con đá mà tầm khoảng bằng ngón tay cái thôi, nó đùng vào nó nổ liền đấy. Nổ vậy? Nổ trên cao tốc là nguy hiểm lắm. Nhiều khi là mình cũng học được một cái thói quen từ anh Tú xe đầu kéo là kiểm tra lốp. Nhưng mà thực sự là đôi khi mình cứ nhìn bên ngoài này này, xe nó đậu á, thì mình không có góc nhìn rõ ràng được. Không có treo lên nhà nên được là đôi khi không phát hiện ra, mặc dù vẫn kiểm tra nhưng mà kiểm tra sơ sơ thôi. May đấy, anh em mình là may đấy. Nhưng mà nãy giờ anh coi là lốp rồi, bắt đầu trong này còn 4 tháng trong này nữa. Ôi 4 tháng lại còn vấn đề nữa này. Hết cả phanh nữa. Cái này ôi ôi. Đúng là lần này mà đi đại tu là đúng nghĩa đại tu. Là cái 4 tháng nó có vấn đề gì anh? Đúng rồi, 4 tháng nó chuẩn bị nó hết rồi. Hết bố à? Nghe tiếng kêu luôn rồi đó. Em đang định đi thêm một chuyến nữa. May mà mang về đây. Anh vừa lắc sẹt anh bảo sắp hết rồi. Thực sự là do mình đi ra ngoài Bắc là đường đèo rất là nhiều. Và Phạm Dũng thì dù hạn chế sử dụng thắng nhưng mà cũng đạt thắng rất là nhiều các bạn ạ. Nhưng mà nghĩ là em này là phải anh chăm sóc đặc biệt giúp em nha. Ê ơi, rồi ơi, cho anh cục tiếp 17 ấy. Khi mà xe mà giao cho bên chị Sương thì yên tâm. Tại vì thứ nhất là Sương cũng rất mong muốn là mang đến cái tâm nghề nghiệp tốt nhất để gửi đến cho những cái khách hàng mà yêu quý bên Sương. Tức là bất cứ ai tới đây thì Sương cũng phải là đặt cái tâm của trước đầu tiên này cả nhà. Sắp vào sắp rồi này. Đó, chuẩn bị vào tới miếng sắp rồi nha. À, như này là mòn hết rồi. Đấy, gần vào sắp rồi này. Ui, nóng nhỉ. Vậy hôm nay là bỏ rồi. Cái này nó vào sắp này nó kêu à. Nó có mòn hết rồi. Sắp này nó để vào để nó kêu sao. Cái này là mòn hết rồi bạn Diễm à. Đây cái này chung với lại bốn cái lớp ấy. Này về cho mẹ mình mài dao bằng cỏ với lại mấy cái lớp thì chồng nhà đam. Hôm nay là mình cái việc đầu tiên mà mình hay làm nhất là thay lốp, thì hôm nay mình sẽ thay 4 lốp luôn. Còn ngoài ra xe này khi mà đi đường trường vậy thì mình sẽ kiểm tra những cái gì nữa anh nhỉ? Đặc biệt của nó là cái thắng và lái. Thắng và lái và dàn vỏ của mình. Khi mình di chuyển một chiếc xe thì quan trọng nhất đầu tiên là mình kiểm tra nhớt nước của cái máy. Cái thứ hai là mình kiểm tra cái thắng. Cái thứ ba là mình kiểm tra cái lái. Cái thứ tư là mình kiểm tra cái dàn vỏ của mình. Nó mà đến thời kỳ là bắt buộc mình phải thay. Và khi mà lái mà có vấn đề hoặc thắng có vấn đề là tuyệt đối mình không được khởi hành chiếc xe đó. Bạn thay mặt kiểm tra thêm mấy cái càng chữ A, cao su càng chữ A với cả thụt thiết các kiểu nhé. Tất cả mọi vấn đề của dàn gầm này bắt buộc mình phải đại tu hoặc là mình phải sửa lại nó, hoặc là mình có thể thay thế nó. Những cái gì mình còn sai được mình sẽ dừng lại, còn những cái gì mình không sai được thì bắt buộc mình chốt lại là đi. Bạn cứ thay mới đi không sao đâu. Áo hết rồi. Đúng rồi. Cái gì mà nhìn mà hơi có vấn đề được thì anh cứ thay mới cho em cho nó yên tâm anh ạ. Dạ, tại vì em đi nhiều lắm. Có xe chở lãnh đạo nhiều này. Đấy, còn con bài cái công tử, con hát công tử kia thì ít. Hát công tử là thật ra là đi là kiểu như đánh lạc hướng thôi, chứ còn người quan trọng thì thường là ngồi trên xe trắng rồi nè. Là cục kim cương trên đó không á. Đây là cái má, cái đĩa này nó đang bị xước này, bạn cho láng lại hết đi. Dạ vâng, bốn má nhá. Cái này phải gọt lại hết. Cho nó phẳng nét, nó đẹp, đi phanh nó êm, nó kêu. Với lại là có một cái em nhờ nữa là xe em á, là trên này đã có một cái ổ điện cắm 220V nha. Thì có nghĩa là khi mà em sử dụng thì chỉ tầm khoảng cỡ 3-5 phút thôi, nó sẽ chớp đèn xanh mà nó không vô điện nữa. Nên là bên mình là cho kiểm tra giúp em. Thì về đợt trước em vào em sẽ kiểm tra lại sơ đồ mạch điện của nó hết. Và tất cả những cái gì mà khách hàng phản ánh thì bọn em sẽ cố gắng. Con này là bây giờ nó đang có một ắc quy thôi anh ạ. Đây là một ổ cắm thôi, anh làm cho em 8 cái ổ cắm và 5 cái ắc quy vào. Đấy, cứ hết gia số. Đây khó Hiếu là đang ghi lại này các bạn này. Anh Hiếu là ghi em cứ thấy giống như là bác sĩ ấy. Chứ người bên kia mà chẩn đoán cái trên này là ghi lại hết là mình ghi trong này là nãy giờ là ở dưới kia chẩn đoán là mình sẽ ghi lại toàn bộ hay. Đúng rồi. Chữ bác sĩ đây coi dễ nhìn không? Nếu sẽ ghi lại toàn bộ. Chữ bác sĩ đẹp quá. Như là vớt tăng bua rồi kiểm tra mấy cái vàng cao su chân máy. Với lại là cái vàng vỡ ngoài ra thì anh kiểm tra giúp em là những cái vết chạy xước ấy, có thể là mình sơn lại đồng bộ giúp em hay là cái này cả cái này thì không cần em, cái này chỉ cần đấy là hết rồi.
chùi tất cả những cái này trên xe của chị á, tất cả những cái chỗ này bọn em phải tẩy rửa lại hết, còn những cái chai này thì bọn em cố gắng để xử lý càng nhanh nhất. Còn nếu như bây giờ mà sơn á, cái này mình không thể nào sơn theo được. Theo như hai anh ấy là cái này sơn nó đang sơn zin mà em đừng lấy, em chỉ cần là đánh bóng đi, dạ, chấm đi, xong rồi đánh bóng là được. Còn những cái này là chỉ cần đánh bóng là hết này. Dạ vâng, đúng rồi. Đừng sơn vào của sơn zin của nó ấy. Đúng rồi. Mình sơn nó loang lổ, nó không đẹp, phải sơn để sơn cả xe. Đúng là kinh nghiệm của bác Tài nhiều năm trước khi mà làm YouTuber các bạn. Đấy, nhiều khi buồn là buồn nhưng mà liên quan tới xe cộ á là tâm huyết liền. Nhưng mà anh Hải à, có một cái vấn đề quan trọng là em cũng quan tâm giống như anh ấy, là sợ sơn không có được như nhà máy ấy, nhưng mà chị Sương có nói với em là ở đây chị Sương có một cái phòng sơn là cái chất lượng nó phải tương đương hoặc là như nào chị ạ? Đúng rồi, ví dụ như là cái thường thường là cái màu trắng anh Hải, thì thường là ví dụ như là bên em làm là ví dụ sơn một chỗ này đúng không, tại một đoạn này thì thường là sẽ sơn nó rất là dễ bị lệch màu, nhưng mà bên em có thợ sơn làm pha màu rất là chuẩn, chuẩn lắm, hầu như là chuẩn là mình cố gắng sơn được cái giữ được cái sơn zin là chuẩn nhất. Cái gì zin chẳng ngon. Cái thời đại trước là chị phủ gầm ấy, thì chắc là cái phủ gầm đó là nó mình chỉ cần kiểm tra lại thôi đúng không chị? Đúng rồi. À, cái phủ gầm của dùng thì hôm nay Sơn sẽ cho kiểm tra lại. Hôm bữa thì Sơn có bỏ sót là cái phần không phải là bỏ sót, nhưng mà lúc đó là Sơn cũng không nghĩ là cái đó phải làm. Nhưng mà giờ thì Sơn qua quá trình làm thì Sơn đã hiểu được là vấn đề là phải làm hết đó, thì Sơn đã. Bây giờ Sơn sẽ cho chống cái đó gọi là cái gì ta? Chống nóng luôn đó cả nhà, chống cái bô đó nóng á. Cái bô nóng. Mình có một cái lớp để bảo vệ cái phần nóng đó. Nên là cũng yên tâm. Và chị Sương có nói với em là đợt vừa rồi là có những khách hàng là khán giả anh Phạm Dũng tới đây mà nói là có bảo hiểm luôn, nhưng mà yêu quý chị Sương tới đây làm trả đúng tiền rồi, chứ không rồi. Cần vào bảo hiểm. Đúng rồi. Mình cũng là có bảo hiểm này. Đấy. Từ trên quận Thủ Đức trên quận 7 xuống luôn đó cả nhà, rất là xa luôn. Em là cũng mua bảo hiểm ấy, nhưng mà cũng là mang xuống đây. Tại vì ví dụ như thay cái gì cái cặp lớp thì là chị Sương chị tìm lớp châu Âu. Lúc mà em Dũng lái xe, em thả tay lái ra, tay lái nó hơi bị rung ấy. Đúng rồi. Đấy thì nó do cái dơ tuyên, với lại là lái trong lái ngoài nó bị dơ cái cao su ấy. Anh đã phát hiện anh điều đấy, anh vừa mới bảo anh em rồi, nó sẽ thay luôn. Đấy, cái xe này bình thường thực sự là cái tay lái của nó rất là chắc, tại vì nó là trợ lực điện mà nó giữ chuẩn luôn, nó điều chỉnh tốc độ luôn. Nhưng mà đợt vừa rồi mình đi sau khi mà gãy cái bệ bước chân á, thì mình mới phát hiện ra là nó bị tổn thương về cái phần lái ấy, nên là rất là lắc luôn. Anh ơi, em nghĩ là anh với lại chị Sương á, Suya, nhưng mà nếu mà Suya này mà kết hợp mà làm kiểu chăm sóc xe là đỉnh luôn ấy. Ok không, mà hay là trưng bày chậm chéo này, hay là trong các bếp đâu mà đến rửa xe tặng chậm chéo chứ. Rửa xe có 80.000 tặng chậm chéo 100. Rửa 10 lần thì được tặng 1 lần. Đúng rồi, được ấy nhỉ. Đây, mình đi một vòng xe đi. Xe là như thế nào? Thực sự nhiều bạn cứ nói là mình mua xe này xe kia đi, nhưng mà mình phải chia sẻ với tất cả các bạn, đây là một chiếc Explorer, một chiếc xe rất là rộng và lớn rồi, nên là mình nghĩ là trong cái tầm tiền này thì không xe nào tốt hơn nữa đâu các bạn. Đúng rồi, có nghĩa là nếu mà thực ra là mình có điều kiện mua những cái dòng xe khác thì không nói, nhưng mà riêng với cái độ đầm chắc này, rộng rãi và tầm tiền ấy, thì Diễm thấy là mình với anh Hải có cái chiếc xe chiến mã thực sự là tuyệt vời luôn. Khi mà các bạn biết là khi mà mình kết thúc cái hành trình đi Tây Bắc về á, mình với lại Song Hỷ là dọn hết đồ xuống, thì mình với Song Hỷ mới nói rồi không nghĩ xem có thể đựng được bao nhiêu đây đồ luôn á, mà thêm bao nhiêu người nữa. Này các bạn thấy là cái khoang phía sau đó các bạn, nó rộng như là một cái phòng ngủ á. Mình đang chuẩn bị mua thêm một con xe 7 chỗ nữa để gia đình di chuyển nữa. Nhân tiện đây nếu mà anh em nào có Lexus 570 từ khoảng 26 đổ lên thì alo cho Hải nhá. Số điện thoại là 056 345 6789 anh em nhá. Lexus 570. Không mua Lincoln này. Không Lincoln à, còn nếu mà Lincoln thì đắt tiền quá. Mày mua đầu cơ Mỹ vậy anh. Đây mình sang bên này. Đấy. Thì xe này dự kiến là sẽ để đây bao nhiêu ngày được chị Sương ha? Cái xe này thì nếu mà anh nghe anh làm, nếu mà gầm rồi như kia thì chắc là cũng phải 4 ngày em. 4 ngày. Thì cũng trùng hợp là thực ra là trong cái dự tính của mình rồi là ngày mai mình sẽ bay với anh Hải có một chút công việc, nên là trong những ngày tới là mình không có sử dụng xe ô tô, nên là mình để đây luôn, chỉ cứ thoải mái mà chăm sóc nó. Chăm sóc hết luôn hả? Đi ra tham quan một vòng xe được không chị? Đây này là cái phòng sơn này hả? Sơn đang sơn xe này. À, trong này đang sơn hả chị? Sơn xe mới đẹp luôn. À, trong này đang sơn mới luôn này. Cái phòng sơn này thì mình cũng hay gặp các bạn ạ.
Ở những đơn vị mà sơn chuyên nghiệp thì hay có cái phòng sơn riêng như này. Đúng rồi. Đợt này bên chị Thương là xe gia đình ấy tới để rửa xe này với lại chăm sóc xe giùm hết rất là nhiều luôn. Hôm nay có một cái điều đặc biệt là khá là lâu rồi em không thấy, đó là xe đầu kéo. Hôm nay là chị về rất là nhiều luôn chị Thương ạ. Đúng rồi. Nói chung là nó cũng nhiều hơn trước một chút xíu, bởi trước là dùng vô đây, bên Hải vô đây thì có một xe, giờ thì có 6 xe. Từ 6 xe, 6 màu. Một phần nữa là ở đây không có nhiều chỗ để đậu đúng không chị? Đúng rồi, tải của xe bé. Chị ơi, nhưng mà cái xe tải này chị là cái trọng tải nó bao nhiêu, với lại tiền khoảng bao nhiêu chị ha? Này là xe này là được 9 tấn mốt hả cả nhà? Được 9 tấn mốt. Dạ thì nói chung là tại vì nó bí mật tí xíu, tại vì là bên Sơn bây giờ là đang giảm giá, nó thực sự là rất là mắc, rất là minh luôn á, để bán được xe cả nhà. Tức là giảm giá sâu. Giảm giá sâu bây giờ mà công khai ra thì sợ là mấy đại lý khác người ta canh tị. Mà xe này mà là cho chợ cũ vừa ra Bắc ấy. Ôi xe này cũng đẹp này, xe lạnh đúng không chị? Xe này xe lạnh, cái này xin có 2 xe nhưng mà xin bán rồi. Xe này bán rồi hả chị? Bán rồi. Nó rất là nhỏ gọn vừa phải luôn. Xe này có tiết lộ giá được không chị? Được em. Xe này thì Sơn có 2 xe, một xe là giá 550 và một con 620. Ồ. Cái này còn là rẻ hơn cả một chiếc xe bán tải nữa ha. Mình phải nói là xe tải chở hàng giá rất là hợp lý luôn. Mà Innova này là bên mình là cũng bán à hay là của khách làm? Chiếc này là khách tới chăm sóc xe. Đây vừa rửa xong này, đang sạch này. Phủ gầm nữa. Đó. Còn bên này mới là những chiếc xe mà mình thực sự rất là thích luôn. Đó là xe đầu kéo. Từ ngày phụ gầm giờ là khách rất là ủng hộ về phủ gầm đó. Tại vì mình phủ gầm để chống được cái gì sét các bạn ạ. Bạn nào mà chưa phủ gầm cho ô tô gia đình thì nên phủ nha. Chị ơi, con xe này là cho mình khoảng cỡ bao nhiêu chị ha? Con xe này tấn? Thì 3 tấn rưỡi em. 3 tấn 490. Nó gần 3 tấn rưỡi để cho nó nặng thay. Dạ. Cho nên cái trọng tải người ta làm như thế để cho dễ lái. Có trường lái rồi này, có xe trường lái. Nói chung là mỗi mẫu Sơn trưng bày một hai sản phẩm thôi để cho quý anh chị em mình, tại vì xe mới mà, cho nên chỉ cần nói mẫu hay xem mẫu thôi là có thể là mua được rồi. Nhưng mà phải nói là xe đầu kép vẫn có cái gì đó nó hơi ngầu ngầu mà dễ thương. Nhìn rất là cute luôn, giống như là những chú đội ở gì thuốc cưng vậy. Màu vàng, màu xanh nữa nằm trong kia. Đây là con trắng này là con cũ đi chị ha. Những cái dòng xe này là xe mới full, mới trong nhà máy về luôn. Dạ. Có tải bé bé này, còn có tải van. Đây có con màu vàng này. Xe màu vàng thì nó nhìn nó đẹp hơn mà Sơn các bạn thấy cái màu xanh nó ngầu hơn nha. Ui giời, ba chiếc đậu gần nhau này. Cái này có là làm cho mình liên tưởng tới bộ phim Transformer ấy. Đây này, thế nào? Nhưng mà có một chiếc mà chị rất là thích, đó là cái em xanh ở ngoài kia. Xanh nó nhìn hơn phụ nữ thích màu xanh. Ở đây chiếc nào mà là chiếc đắt tiền nhất chị? Trong bốn chiếc này. Nếu mà đắt tiền thì nó ngang nhau hết à? Ngang nhau. Nó một giá thôi. Đều trên 1 tỷ chị ha? Trên 1 tỷ. Trên 1 tỷ dưới tỷ đồ. Ôi đẹp quá. Nhìn khổng lồ quá. Chiếc màu vàng này là chiếc chị thích đúng không? Chị thích cái màu xanh kia kìa. Màu vàng này hơn vậy ha? Màu vàng này thì nó quay này kia thì rất là nổi, rất là đẹp. Nhưng mà cái này mà nếu mà ra đường mà làm chạy xe thì nó cũng nổi lắm ấy. Nhưng mà mình thích cái màu xanh kia hơn. Cái này đời bao nhiêu chị? Tất cả đều là 28 và 29. Rất là mới nhưng mà bên này xe này là xanh dương, xanh đậm. Cái hệ thống kia điện là họ đã đi rất là gọn gàng rồi này. Ở đây là chiếc chị thích này. Nhưng mà cái đầu nó buồn cười đó. Em mà đứng lên tới đây thì chưa tới cái chỗ bờ ấy luôn. Mà sơn nó đẹp nhỉ. Nếu mà Việt Nam mình nhảy nhảy mà có cái quy định nào đó cho một cái đầu kéo này chạy ngoài đường như một chiếc xe bình thường thì chắc chắn là Phạm Dũng sẽ là một trong những người đầu tiên mua cái đầu này để chạy. Tại vì nó là đam mê từ bé của mình các bạn ạ, ước mơ rồi. Độc lạ. Tưởng chạy ngoài đường thoải mái chứ. Vẫn chạy được anh, nhưng mà ý có là nó phải có cái mọc thì nó mới đập cái xe. Chạy mà xe đường hay bị cấm giờ, cấm đường ấy. Tại vì nó xếp vào xe tải rồi. Cái này người ta có 4 cái bánh rồi, khó đậu này quá trời bánh luôn này. Chiếc nào tầm khoảng đầu tuần về. Dạ. Con này màu phong thủy của em luôn này, xe đỏ. Ôi cái chữ này là chị dán hay là? Hả? Đây. Cái này hàng không, cũng khách hàng, cái này xe cũ á. Xe cũ ấy, cái dụng cụ người ta dán như thế. Nhưng
Nhưng mà bây giờ ngoài việc mà mình bán cung cấp xe thì chị có thu về không chị? Có cả thu như cả nhà. Hiện tại là chị vẫn mua vào luôn. Nhưng mà ai có xe cũ là cứ gặp Sương giải quyết hết. Sương bạn mua xe cũ với cả nhà, có ai bán thì cần bán thì Sương bạn số điện thoại. À của Sương là 0931674675 nha cả nhà nhé. Đây, đi qua bên này. Thì mình tham quan sơ qua một chút về cái showroom của chị Sương hiện tại. Thì nếu như các bạn có nhu cầu, thứ nhất là chăm sóc bảo dưỡng xe hay là bảo trì, thay thế, sửa chữa, sơn mới, chị Sương đều làm tất nha các bạn. Rồi thứ hai nữa là cái việc quan trọng nữa, lĩnh vực chính mà làm lâu năm của chị Sương, đó là mua bán xe. Thì các bạn cứ ủng hộ chị Sương nha. Tại vì thực sự là mình rất là mong muốn làm sao đó mà có thật là nhiều khách hàng từ kênh Phạm Dũng tới ủng hộ chị Sương. Khi mà công ty này được vận hành, được duy trì bởi một người phụ nữ rất là dễ thương này, đặc biệt là bé Bảo Hân nữa, có hai mẹ con thôi là cực kỳ là đáng yêu các bạn ạ. Nên là nhiều khi là các bạn biết là chị Sương thì luôn đặt cái uy tín lên hàng đầu, nên là các bạn mà có bất kỳ một cái vấn đề gì về xe cộ thì chưa biết là có làm hay không, nhưng mà ngay từ cái khâu tư vấn này ra là rất là kỹ rồi. Nên là mọi người không phải lo ngại cái điều gì hết. Như xe trong này là đang khách còn đang rửa nữa này. Bây giờ sau khi mà mình tham quan xong thì chắc là một cái nhiệm vụ khó nữa mà mình hay nhờ chị Sương trong thời gian gần đây, đó là tìm một cái quán ăn ngon của Biên Hòa. Thì hôm nay là chị Sương có cái gợi ý nào không chị Sương nhỉ? Tại vì trong miền Nam thì dạo này là cũng hơi nóng, nắng nóng, mà đợt này thì có anh Hải vào đây là nóng hơn ông Xui, ông Xui vào đây thì thôi là mình sẽ đi quay một cái khu có bờ hồ là các thứ rất là đẹp. Hôm nay là sẽ có những cái món ăn mà Sương nghĩ rằng là mọi người sẽ thích luôn. Wow. Thì cảm thấy là nó có một cái gì đó là mang cái đậm chất vừa có miền Tây Bắc, vừa miền Trung, vừa miền Nam luôn nha cả nhà. Như thế đoán được rồi đấy. Như thế đoán được rồi đấy. Thôi anh em mình tạm biệt showroom của chị Sương. Mình sẽ đi tới nhà hàng nha các bạn. Bây giờ là anh em mình sẽ được anh Hải chở đi nha các bạn. Xe thì xe của chị Sương. Tại vì xe Phạm Dũng thì để tại đây khoảng 3-4 ngày nữa mới lấy các bạn ơi. Anh Xui chở chị Xui đi ăn. Ông Xui nói với bà Xui. Từ đây ở đó gần không chị Sương? Bây giờ phải ngó cái bản đồ đã. Ủa, ở ngoài này còn một văn phòng nữa hay chị? À, cái này phòng kinh doanh chị ngoài này. À, công ty chị Sương rất là rộng nha các bạn. Ngay chân cầu Đồng Nai thôi. Ở đây là trạm thu phí cầu Đồng Nai này. Mình đi ngược lại đúng không em? Phải, quẹo phải anh ạ. Đây, trạm thu phí đây. Đâu, đi luôn nào đây. Tới cái đoạn này là quẹo phải luôn. Nói chung là cũng gần, nhưng mà lần đầu anh cầm lái cho em nghĩ là nó cũng hơi xa ấy. Quẹo phải bên này hay bên này? Dạ, quẹo phải bên này. Quẹo trước cái đầu xe. Đây cái gì? Dạ. Là đường xong rồi đúng không? Dạ. Đó là đường song hành bên em luôn. Ê, đây. Chị xui chỉ luôn. Cũng gắt. Quên nói là gù hình đầu lại. Xe này là giống xe của anh Tú chị Sương ha? À đúng rồi, Sương mua trước anh Tú 1 năm. Dạ, chắc là anh Tú cũng trải nghiệm mà thích nên là mua giống xe chị Sương. À cái mặt đường bên này là đường gì chị Sương nhỉ? Đường Mạc Đình Chi em ạ. À? Được Mạc Đình Chi. Ở đây mặt tiền sau của chị này. Mặt sau của công ty chị Sương này, đây. Trước mặt các bạn là sông Đồng Nai nha các bạn. Bây giờ đang là khoảng 5 giờ chiều nên là hoàng hôn xuống nhìn rất là đẹp luôn. Ở Biên Hòa là hôm nay cũng mưa chị Sương ha. Khi mà mình đi ngoài Bắc về các bạn thì dọc đường mình đi qua các tỉnh thành miền Trung thì cũng có mưa lớn. Này là mưa, cái này gọi là mưa để rửa đường chính thôi. Không đáng kể. Mưa bóng mây nó mát đẹp nha. Chắc là cũng gần tới chị Sương ha. Thực sự là nhờ chị Sương mà mình mới có thêm một số địa chỉ về quán ăn ở Biên Hòa các bạn. Nhưng mà trong thời gian tới thì cũng mong là sẽ có nhiều quán hơn. Vì gần như là mình chưa có điều kiện để đi review nhiều ở Biên Hòa đâu. Biên Hòa lớn lắm. Review, ít ai review. Sắp tới là có Bảo Hân Vlog chị ạ. Nhưng mà mình rất là thích ở cái tính cách của Bảo Hân này. Chị Sương có chia sẻ với mình là Bảo Hân không có quan trọng là phải quay nhiều clip đâu,
mà nghiên cứu rất là kỹ, tìm hiểu rất là kỹ rồi mới quay. Mới có lớp 8 rồi đó các bạn. Đây cũng là đường Cách Mạng Tháng 8 này chị Sương. Như đường Cách Mạng Tháng 8 ở Sài Gòn đó các bạn. Anh Hải lái xe đi trong này khác ngoài kia không anh Hải? Bình thường mà. Nó chỉ khác mỗi là ngồi gần với bà Xui đẹp quá. Nửa. Nhưng mà anh Hải chắc là lần đầu tiên lái chiếc xe này anh Hải ha. Cảm nhận như nào anh Hải? Con này êm mà nói chung là cũng được. Xe này nếu mà làm đi công việc cũng được mà đi chạy dịch vụ cũng được. Nó hài hòa, hợp túi tiền. Hơn 600. Trước đây là chị Sương chạy con Suzuki Swift chị Sương à. Đúng rồi. Nhưng mà sau đó đổi sang xe này. Xe đó gầm thấp lắm. Gầm thấp là đi xa không được. Ở Biên Hòa thì mình cảm nhận là vào cái giờ này, giờ tan tầm này thì cũng na ná như Sài Gòn đó chị Sương. Cũng kẹt xe như vậy, rồi mọi người cũng đi lại rất là nhộn nhịp, nhiều hướng khác nhau. Đi ở đây thì cũng áp lực nữa các bạn ạ. Này, mọi người mưa này. Bạn Diễm ơi. Chị Sương cho dĩ nho. Nho này ngon lắm các bạn. Nho của chị Sương. Mà cả nhà nha. Rất là giòn. Giòn. Đất nào lên chỗ chị Sương là và bông phòng của chị Sương rất là chu đáo các bạn. Lúc nào cũng có cà phê nè, nước ngọt nè, nước lạnh nè, trái cây này, hoa nè, kẹo nè. Nên là bạn nào mà tới làm đăng ký xong mà cứ vô phòng máy lạnh ngồi là sẽ có trái cây, có bánh kẹo đầy đủ để ngồi chờ rửa xe luôn. Đúng không chị? Đó, vậy mới đúng rồi. Lẽ ra là hôm nay là anh em mình tới gặp chị Sương là vui lắm các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay là tính là phải có hai cái sự kiện không vui cơ. Thứ nhất là anh Hải trượt visa này. Và thứ hai nữa là lẽ ra là anh em mình tính ra Quảng Trị cùng với công ty Bia Camel. Tuy nhiên là cũng do một số trục trặc về tàu biển anh Hải ha. Nên là tàu chưa cập bến nên là anh em mình cũng chưa có ra Quảng Trị các bạn. Nên là ngày hôm nay là có hai cái việc mà nó bị bỏ lỡ như vậy. Không có ra Quảng Trị mà sẽ chuyển Thanh Hóa. Mình sẽ cùng với anh Hải về Thanh Hóa. Lẽ ra là anh em mình còn nhiều cái dự định mà rất là vui luôn. Đáng lý là hôm nay là ăn mừng tưng bừng luôn ha. Đúng rồi. Lẽ ra hôm nay xuống chị Sương là vui lắm á, tưng bừng luôn. Dự kiến là gặp chị Sương để bảo dưỡng xe rồi bàn công việc làm ăn rồi đặc biệt là ăn mừng. Khu vực này là vòng xoay để lên cầu Hóa An này các bạn này. Cầu Hóa An này là mình đi quốc lộ 1K, đi qua Bình Dương, qua Thủ Dầu Một các bạn, rồi cũng đi về Thủ Đức của Sài Gòn được luôn. Quẹo phải là về nhà Sương này, đi thẳng qua đi Sương hướng này. Đúng rồi. Không đi về hướng. À, nhà riêng của em lại khác, công ty khác đúng không? Anh Hải mà lái cái chỗ này là cũng áp lực lắm các bạn. Đường Huỳnh Văn Nghệ nha các bạn. Ở phường Bửu Long này hình như là có khu du lịch Bửu Long rất là nổi tiếng của Biên Hòa đúng không chị Sương nhỉ? Đúng rồi, trên đường này luôn em. Mà nếu như em không nhớ không nhầm là chị Sương cũng từng chia sẻ là trên đường này có một công ty kem hay sao? À đúng, không nhớ đâu hả? Đúng rồi, gần nằm bên phải bên này có một công ty kem. Mình vô mình thưởng thức đủ các loại kem luôn. Hy vọng là một dịp nào đó mình sẽ được tới công ty kem để review các bạn. Kem ký, kem cây rồi.
nay anh em mình sẽ vào một nhà hàng ẩm thực sinh thái của Biên Hòa nhé các bạn. Quán này lớn chị Sương à? Cái cổng vào thì làm cho mình có cảm giác như là công viên ấy. Quán kiểu sinh thái miệt vườn vậy ha. Đất lộng á em. Em vẫn nhớ tới cái vườn bưởi Tân Triều á chị. Bưởi đó ngon ghê. Có muốn mở nhà hàng đó không? Hải. Có muốn mở nhà hàng gần đó không? Chưa biết như nào. Vậy thì anh Hải lái khác chưa? Khác quá, khách lẹt được. Khách lẹt được. Rồi, cảm ơn anh Hải. Lần đầu tiên mà em thấy có một cái nhà hàng kiến trúc nó hơi lạ lạ như này đấy chị Sương ạ. Mình cảm giác như đang đi vào một cái khu công viên nước á. Ở đây là cũng gần khu du lịch Bổ Long nên Dũng. Chỗ này mà cho trẻ con đi chơi thì cũng vui, nhưng mà phải cẩn thận hồ nước lớn nha các bạn. Hiện tại thì Biên Hòa cũng đang mưa nhẹ. Ở đây nuôi ếch này nhỉ? Ếch này, ếch này. Đây. Ôi nó chưa từ đừng manh động nha anh Dũng thôi nó này. Nó chạy mất hết. Cái này làm cho mình nhớ tới cái mô hình nuôi ếch ở Tháp 10, Đồng Tháp mà mình đã từng quay rồi. Nó làm dễ thương ghê chứ kìa. Đây này. Dũng biết tại sao mà nó ôm nhau nó ngủ vậy không? Tại sao chị Sương? Hả? Đây này. Tại vì nghĩ là nó ấm. Ấm. Lý thuyết thì lạ. Ếch này chắc là nuôi ở đây rồi bắt lên cho khách luôn á. Nhưng mà tính ra vậy thì nó cũng tự nhiên đúng không? Dạ. Ếch ôm nhau ngủ cho nó ấm. Chị Sương vừa mới nói là phát hiện ra mấy con ếch này nằm gần nhau như vậy để cho ấm các bạn ạ. Chính xác là thế. Chị Sương đã ăn ở đây bao giờ chưa chị Sương? Thực ra thì quán này cũng là mới làm lại cả nhà. Mới làm lại cho nên Sương cũng lần đầu tiên ghé luôn. Lần đầu tiên ghé. Nhưng mà đây là quán của một người bạn. Dạ. Có mua xe của chị Sương chưa? Thật ra thì cũng chưa. Nhưng mà mình thích cái đường đi này quá. Thường thì những cái nơi như này mà nó rộng như này này, các cái cây cối thì nó sẽ hơi xấu xấu một tí, nhưng mà cây đây rất là đẹp luôn. Này mà cái này mà giấy nữa. Cái này mà có các em mà tới mặc áo đẹp đẹp, áo đầm trắng rồi đó ha. Đi vào ngày nắng đẹp á. Nhưng mà có một cái là cái đường đi cảm giác hơi mỏng manh tí, chắc chắn tí nữa thì. Nhưng mà xoay thì sao ta? Xoay thì không? Xoay cái này thì em nghĩ là đi cái đường kia đi, đường này nguy hiểm quá. Chị Sương có một phát hiện khá lý thú đấy, là đi vào cái đường này mà nếu mà say rượu ăn no uống say xong rồi thì quay trở về xe kiểu gì. Bạn nhớ cẩn thận nha. Đây này, những cái này thì thực ra là nên có cái bậc để cho khách đi xuống. Một phần là do bạn Diễm đi giày cao gót ấy. Hơi trơn. Đây này, cái tay này chắc là rộng cá anh Dũng. Đây, xung quanh là những cái chòi để mình ngồi ăn. Mà đặc biệt là những cái chòi này rất là thoáng. Ôi, về đây là mưa gió. Đây đó nên Hải bằng một cơn mưa chiều à cả nhà. Nếu mà buổi trưa mà ra đây ngồi nhậu lai dai cũng vui ấy chị Sương ạ. Ôi. Tại vì thoáng mát. Mấy cái dừa cháy quá trời kìa. Đây dừa đó này. Quán này chắc chắn không còn u dừa luôn. Có không? Quán này rất là yêu dừa. Đấy, đi ăn mà mưa gió sấm chớp luôn các bạn. Một ngày mà không hề bình thường một chút nào với anh em mình. Đây có sẵn có cây dừa là Diễm vẫn cứ hay nhận được cái câu hỏi là cái cổ hủ dừa là nó ở dưới gốc hay là nó dưới ngọn. Cái cổ hủ dừa nó chỉ có một tí ti ở trên cái phần ngọn ở trên thôi các bạn ạ. Đó. Bạn nào có thể xem lại video thu hoạch cổ hủ dừa thì chỉ cần gõ thu hoạch cổ hủ dừa Phạm Dũng là sẽ ra. Mình bên này hả chị Sương? Đây bên này nè. Chị Sương chu đáo quá. Lần nào về đây là chị Sương cũng đặt bàn đặt món rất là cẩn thận các bạn ạ. Đúng rồi, tại vì Sương cũng biết được là mọi người sẽ rất là vội á. Yeah. Rồi xuống thăm chị Sương là đã
Mà có một cái lý do mà thực sự mong là các bạn hiểu là anh em mình phải cẩn thận chu đáo như thế để các bạn có một cái trải nghiệm thực sự là chất lượng. Mình một chòi hay hơn đấy. Đúng rồi. Cho em một mì một chòi đi. Tại vì anh em mình ăn to nó cũng lớn nữa. Ngồi riêng nó quay với lại chia sẻ với các bạn cũng sẽ tiện hơn. Và một phần quan trọng nữa, khi mà người ta vào chòi ăn như thế này này thì theo cái nhìn nhận riêng của Phạm Dũng là người ta muốn riêng tư. Nên là mình quay phim thì nên vào những không gian như thế này sẽ hợp lý hơn. Bạn tròn có. Bàn này đẹp này. Thường người ta là chòi lá nhưng mà đây là chòi tôn như các bạn. Chòi tôn thì nghe tiếng mưa lất phất. Đấy, anh em mình sẽ ngồi đây. Menu nhìn cũng hoành tráng ha, nhìn đẹp ấy. Đấy. Mời tất cả các bạn cùng ăn tối với anh em mình tại thành phố Biên Hòa nha. Nhưng mà hôm nay nhìn vào cái mâm đồ ăn này thì phải nói là mình và bạn Diễm, kể cả anh Hải các bạn, khá là bất ngờ luôn. Tại sao hôm nay chị Sương lại order sẵn nhiều món như này chị Sương ha? À, có thể là đi với Diễm nhiều, anh Hải nhiều, lại ảnh hưởng phong cách đó cả nhà. Chứ không phải là hôm nay là Sương chuẩn bị đại tiệc chúc mừng. Visa hả? Visa. Như thế là hôm nay anh Hải là mình cũng nghĩ là anh Hải sẽ là phỏng vấn visa đậu. Rồi cộng thêm là hôm nay Dũng Diễm cũng về mang xe xuống Sương nữa, cho nên mình làm một cái bữa tiệc cho nó hoành tráng. Ôi, cảm ơn chị Sương rất là nhiều. Bây giờ anh em mình cho Bảo Hân Vlog một tràng vỗ tay nào. Tại vì Bảo Hân Vlog là vừa mới đi học về, là chạy từ nhà ra đây luôn, mà lại phải nói là rất là vội nữa. Nhưng mà bữa giờ khi mà Bảo Hân Vlog từ Lào Cai sau khi tham quan nhà bác Hải xong trở về Sài Gòn, trở về Đồng Nai thì cảm thấy như nào Bảo Hân Vlog? Ở đây là con cảm thấy rất là vui, với lại là cảm thấy sau khi chuyến đi đấy thì con cảm thấy rất là khâm phục bác Hải và bác Tuyên vì để cố gắng trải qua những cái khó khăn để có thể xây được một ngôi nhà như thế này, thì con cảm thấy rất là ủng hộ ạ. Ôi, tuyệt vời quá. Nghe nói mắt lòng mắt đấy. Đấy, xứng đáng là cô con dâu tương lai của bố Hải. Nhưng mà cái này là em nghĩ chắc có thể là phải là dâu cả, tại vì cái tầm nhìn rồi cái này kia thấy có vẻ chiến lược là kiểu chín chắn ấy anh. Thì là dâu cả là sau này có thể là phụ kiểm soát với mẹ không, chồng cũng được. Dâu cả hai đều được hết mà. Mà mới lớp 8 rồi đó các bạn ạ. Thì hôm nay anh em mình có cái món rất là đặc biệt, đó là món gà đen, mà lẽ ra là mình không nghĩ là nó có mặt ở đây. Thì thực sự hôm nay là phải cảm ơn chị Sương đã gọi cái món này, tại vì đây là cái món đặc trưng của anh Hải. Gà đen. Đây gà đen nên là cái bên là pha Nhiễm là pha chậm chéo luôn nha các bạn. Chậm chéo thì vẫn không có gì thay đổi, là vẫn 100 ngàn một hũ. Các bạn mua 1 ký thịt trâu của anh Hải thì Nhiễm sẽ tặng một loại chậm chéo, hoặc là 2 ký củ dừa của pha Nhiễm sẽ tặng một loại chậm chéo Saba TV nha các bạn. Đấy. Thơm quá. Thơm quá nha. Còn nhiều món lắm này. Hiện tại là chấm chéo của anh Hải các bạn, do là đường xa hơn 2.000 km nên là 3 ngày thì hàng mới vào một đợt các bạn. Nên là đôi khi mọi người tới cửa hàng bạn Diễm mua là gần như là hết hàng, tại vì vừa vào là đã phải trả đơn cho những ngày trước rồi. Nó cách xa nhau 3 ngày mới có một đợt hàng mà. Vì tặng kèm dừa đó các bạn, cho nên là Diễm mua 2 ký thì tặng một lọ này, các bạn mua 3 ký là Diễm tặng 2 lọ rồi. Mua 5 ký nó nghĩa là Diễm cứ double lên, nên là cái số lượng vừa bán mà vừa tặng nữa nó rất là nhiều. Ngoài ra con gà đen này là chị Sương còn chuẩn bị bên này là cái lợn con heo rừng. Đây. Đây là một cái mẹt lợn. Nếu như mà ở nhà hàng của anh Hải thì sẽ xếp ruộng bậc thang lên. Nhưng mà ở đây thì người ta bày cho một mẹt là theo một cái mặt phẳng như này. Thì đây có lợn luộc này. Đấy, đây là lợn rừng nha các bạn. Rồi lợn nướng này. Còn bên này là lợn quay. Đó, còn đây là cái bộ lòng của nó. Ăn kèm với các loại rau gia vị. Hôm nay thì mình có một món đặc sản khi mà về với Đồng Nai là phải gọi, đó là món tôm Càng Sông Đồng Nai. Đây là tôm thiên nhiên 100% nha các bạn. Và cái loại này thì rất là hiếm, người ta phải lặn bắt nha các bạn ơi. Còn đây là hàu, nướng mỡ hành, rồi gỏi bò bóp thấu. Cái này mà nhậu là tuyệt vời luôn. Ở bên này là sò điệp nướng mỡ hành luôn. Cá lóc nướng. Đấy, rất là nhiều món. Đây, theo chị Sương thì giờ anh em mình ăn món gì trước rồi chị Sương hả? Sương nghĩ thì là pha chậm chéo thì mình ăn gà đen trước đi hay là nhà hả, để nghe mùi thơm quá. Nói thì em phải xin phép. Hôm nay là vì bàn ăn này là có bé Bảo Hân, là bé là đang học hỏi các cô chú, nên là Ban Diễm xin phép và đeo bao tay làm gương mẫu. Đúng rồi, gương mẫu. Dạ.
những cái món này thì chị có Diễm mà sẽ thành thục hơn, cho nên những lúc đánh là chị sẽ làm này, nhưng mà thôi để cứ để em là đây. Này thực ra là lẽ ra là anh Hải các bạn ơi, nhưng mà do hôm nay là anh Hải là cũng không còn cái tâm trạng nào để bẻ gà nữa rồi. Con này là nó to hơn con gà đen ở nhà hàng anh Hải nên là hơi khó bẻ đấy. Cho Bảo Hân đi. Bảo Hân. Học cách của bác Hải nha. Cảm ơn. Đó. Còn đây. Cái má đùn. Này là cảm ơn chị Sương. Cái này để cho bác Hải chứ. Dạ. Bác Hải là hôm nay là không động nên đánh cánh thôi. Bác hôm nay là tâm trạng lắm. Đây này, đấy. Anh Hải nhìn máy quay này để khán giả nhìn nữa. Hôm nay các bạn nhìn mặt anh Hải có thấy vui tí nào không? Thấy thường lắm các bạn ạ. Nhưng mà không sao, đừng buồn anh ơi. Nhưng mà cái con này Diễm cảm giác là người ta làm khá là kỹ á, nên là mình xé thịt ra cũng tương đối là dễ. Anh Hải thì thôi, ăn miếng thịt này đi buồn là nhiều khi là mình cũng không có ấy xương được á. Ăn thịt nạc cho chắc. Thực sự là đúng là nếu như mà hôm nay anh Hải đậu visa đi Mỹ á, là cái bữa tối ngày hôm nay đúng là đại tiệc vui linh đình luôn các bạn ạ. Nhiều món ngon này, rồi gặp lại hai mẹ con chị Sương nữa. Rất là tiếc ngày hôm nay thực sự là nỗ lực hết mình rồi đấy. Dạ. Nhưng mà người ta đội phỏng vấn nó không cho mình cơ hội để phô diễn kỹ năng. Hỏi đúng câu hát cho xịt luôn. Bây giờ là cái anh Hải anh chuẩn bị rất nhiều câu trả lời luôn mà không hỏi tới. Đúng rồi. Hỏi đúng một câu. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đó anh đi ra là anh có hỏi là tại sao tôi rớt mình kia không? Không cho mình cơ hội hỏi luôn. Người ta làm việc như thế thì mình phải làm việc chuyên nghiệp. Rớt là rớt, đi về luôn. Chứ không đây, hỏi hết. Miếng này là cho anh Dũng nha. Đây, cảm ơn bạn Diễm. Đây, mời các bạn nha. Thực sự các bạn là nhiều năm đi cùng anh Hải thì mình thấy anh Hải là một người mà gần như là rất khó bị tác động bởi các cái sự cố, các cái sự việc mà bất ngờ xảy ra. Ví dụ như là xe cộ mà nó bất ngờ nó hỏng hóc này, hay là đôi khi rơi cả một con flycam hơn 100 triệu thì cũng rất bình thường, rất bình thản, mua cái mới ngay các bạn. Nhưng mà lần này thực sự là cái mong muốn của anh Hải đi Mỹ quá lớn các bạn ơi. Đặc biệt hơn nữa là cái tình cảm của cô chú ở bên nước ngoài nữa. Hàng trăm hàng ngàn người mà comment vào những clip trong thời gian vừa qua là chờ anh Hải qua để mà cùng với anh Hải đi khám phá ẩm thực bên Mỹ về đời sống của bà con bên đấy nữa. Nhưng mà thôi, mình cứ chờ đi. Biết đâu lần tới anh Hải đi phỏng vấn thì sẽ đi cùng với Phạm Dũng, Phan Diễm. Và cả nhà nha. Mời cho chú mời đấy. Thua kiểu này ta lại bày kiểu khác đấy. Các cô các chú ở bên Mỹ nếu mà muốn Hải với cả mọi người qua thì các cô chú ủ mưu đi, cứ ủ mưu dần đi. Bây giờ chỉ có một cách là gặp Vương Phạm để đầu tư đất thôi nhá. Nhưng mà gà đen ở đây ngon nha, mặc dù là nó không phải là da giòn mà kiểu con nhỏ nhỏ giống như nhà hàng của anh Hải đâu. Nhưng mà cái loại gà đây này nó cũng rất là thịt, nó rất là ngọt. Đó. Này mà chấm mấy chấm chéo là hết bài các bạn. Chấm chéo là cũng phải đúng tay pha nữa sao ta? Ngon quá. Ui, ngon quá. Gà ngon. Ngon đúng không anh? Thịt nó ngọt ngọt. Nó chấm chéo. Có lên sofa vào nhà hàng bác không? Dạ có. Dạ. Con thấy được thức đồ ăn ở đây thế nào? Rất là ngon. Đó là gạo con bị ấn tượng với cái món bánh trưng đen. Bánh trưng đen. Chiên. Bảo Hân là ấn tượng với món bánh trưng đen thì cũng giống chú Phạm Dũng đấy. Là nhìn bên ngoài cảm giác nó rất bình thường, thậm chí là cảm giác nó khô nữa. Nhưng mà ăn vào cái miếng bánh trưng đen chiên ấy, thì đầu tiên là nó giòn bên ngoài, giòn nhẹ thôi. Bên trong nó béo mềm. Tuyệt vời luôn các bạn, nó không có như là mình nghĩ. Mà cái món đó là đừng có nhắc nữa, nhắc là thèm. Nó xe lạnh lạnh nó ăn rất là hợp lý luôn ha. Đây có một cái đôi đũa mới. Là cái mẹt này này chị Sương gọi là các bạn thấy là họ làm rất là những kỳ công này. Trong này là có cái ruột bé tí ti này. Đó, bao tử. Rồi gan. Lòng. Đó, dồi. Còn cái phần này là nướng hay sao á? Nướng nguyên miếng. Nướng nguyên miếng. Bình thường nếu mà đi nhậu thì 4-5 anh em thì chỉ một mẹt này là đủ rồi. Và thực sự là hồi nãy khi mà anh chủ quán có ra đây chào hỏi anh em mình ấy, thì anh chủ quán có nói là quán mới khai trương vào ngày 20 tháng 10. Là mới được có hơn chục ngày thôi. Mà cái chất lượng đồ ăn này thì mình nghĩ là sắp tới cái quán này sẽ rất là nổi tiếng ở Biên Hòa đấy. Ở đây họ làm theo phong cách hơi hướng là có một cái nét gì đó của Tây Bắc. Hay là chủ quán là khán giả của kênh Sapa TV nữa đấy.
đúng rồi, mời cả nhà. Chủ quán rất là thích ăn chẩm chéo luôn á anh. Giờ em ra là gửi á, gửi mua á. Thế tí nữa mày bảo chủ quán là gặp Phan Diễm, tổng đại lý của mình ở Sài Gòn. Còn nước cũng khá là vừa vặn các bạn. Cái này nếu mà kiểu mình đi các bạn mời cái khách uống bia á, là cái mạng này là hợp lý. Anh Dũng nhìn nè, nhìn này thôi mà ăn không có ngán không? Cái da dày á, cái da dày á, nó giòn giòn á, còn nướng gì nữa. Ủa món này là phù hợp với bia đấy. Thơm ha, ngọt. Nhưng mà vì là không đậu nên anh em mình là quyết định là không uống bia nha các bạn. Đậu mới được uống bia. Em tính hôm nay là sẽ mời một ly bia thật sự uống hết luôn. Nhưng mà giờ vậy là thôi chịu rồi. Tôi uống được lọc nha cả nhà. Quá là làm ngon ngon. Cơ bản là nhà hàng mới mở bao giờ đồ ăn nó cũng cho suốt, rất là ngon. Nó phải qua 5 tháng cơ. Phải qua thời gian chứng minh đúng không anh? Phải thời gian chứng minh. Cái này thì phải nhờ chị Sương thôi. Thứ nhất là mỗi lần mà bán được xe thì chị Sương dẫn khách tới đây ăn. Hoặc là thứ hai nữa là lâu lâu anh em mình có dịp á, thì quay lại đây xem là như nào. Một thời gian sau xem là quán có còn giữ vững được cái chất lượng như ngày hôm nay anh em mình thấy không? Đây, ngoài cái nướng này ra này thì ở đây người ta còn cái luộc này. Những cái tảng ba chỉ này. Đó, ngon ha. Đây là đũa sạch nha các bạn. Chị Sương thử miếng. Chị em thấy là chị cũng nên bồi bổ, tại vì mấy hôm nay là đi tới là thấy chị Sương là bận. Với lại là chị Sương lúc nãy chị hỏi thăm ấy là đây cuối cuối năm là giai đoạn mà kiểu là cao điểm để làm xe đúng không? Nước rút. Giai đoạn là khách sẽ chăm sóc xe nhiều quá cả nhà. Hôm nào anh ship con xe của anh vào cho em cho anh em nó chăm sóc cho anh nhé. Ship con xe. Anh này tháng thì em làm đẹp hết từ đầu đến cuối anh. Dạ. Anh Hải là sắp mua Lexus 570 các bạn, đang tìm. Thì nếu mà mua được xe mới thì sẽ đưa Hắc công tử vào đây để đại tu. Đúng không? Và nâng cấp luôn. Mình phải kiếm được xe đi. Mắc gì đâu. Nhưng mà nếu mà tại chị Sương chị làm tổng thể hết xe em luôn, mà tính là nếu mà 4 ngày thì gọi là cơ bản không quá lâu nha các bạn. Mình tại biết là xe của Diệm thì phải đi nữa, cho nên mình sẽ tập trung nhân sự để làm cho Dũng Diệm cho nó thật tốt. Yeah. Với lại Sương cũng xin rồi nên sẽ quay lại quy trình đó nữa, cho nên mình sẽ làm nhanh để Sương quay nhanh. Em chờ nếu mà lấy xe xong thì em sẽ về quê. Tại vì từ bữa giờ là đi Tây Bắc về là em chưa có về quê. Về quê để chuẩn bị cho công việc đón tiếp anh chị xuống vào nhà mới. Anh em mình lại chuẩn bị đi ăn Tâm Gia tiếp đấy. Một năm là đi ăn Tâm Gia, mẹ đi ăn mừng sinh nhật, mẹ đi ăn lễ hỏi là anh em tôi cứ Bắc Nam là đi ra đi vào nhịp nhàng là tới hết năm. Nhưng mà tháng ngày mấy ta? 14 tháng 11 đấy. Nhưng mà có được cuối tuần không hay là phải được tuần? Em dự định là ngày 11 tháng 11 làm sinh nhật em luôn. Đây các bạn coi này, cái lá này là quay nè. Đó. Cái miếng này nhìn đã ha. Anh Dũng thử miếng mà Phật Ba Rọ ấy sao? Thực sự là nhìn cái miếng này thèm đấy. Cảm ơn bạn Diễm nha. Da nó nổ kiểu nổ cốm ấy. Da bên ngoài thì giòn, bên trong có một lớp mỡ này, rồi nạc này, nó xen kẽ này. Nhìn miếng thịt rất là đẹp nha các bạn, đây này. Có khó quay một tí đây. Đó, các bạn nhìn rõ chưa? Đây. Vô. Đây cho mình một chút chấm chéo cho đậm đà. Nhưng mà thật sự là có cái chấm chéo này á. Ừ, ăn nó không có bị ngán các bạn ạ. Rồi các bạn nha. Giòn ha. Cái quay ngon. Cắn đứt đôi được luôn. Thơm nữa ha. Da mỏng. Ngon quá. Da bên ngoài giòn nhưng không bị cứng lại nha. Thứ hai nữa là cái phần thịt bên trong nó mềm vừa đủ mà thơm. Ồ, heo quay này ngon quá. Bạn nào mà hay ăn heo quay ấy thì có thể tới đây mua thử cái heo quay này, ngon đó các bạn ạ. Nhưng mà Bảo Hân là sau một thời gian làm công việc YouTube về ẩm thực á, là thấy các bạn càng ngày là càng chuyên nghiệp lên nha các bạn. Nhưng mà có áp lực không? Dạ không, với lại là con quay về ẩm thực thì con cũng có học hỏi theo các cô chú nên là có thể là về phần này con có thể càng ngày càng chuyên nghiệp hơn, có gọi là
À, nhưng mà bây giờ Bảo Hân có thể chia sẻ cho chú một chút là chú nghe mẹ Bảo Hân nói là Bảo Hân không có vội vàng trong cách sản xuất clip ra, không có bắt buộc là phải làm nhiều mà suy nghĩ rất là kỹ rồi mình mới làm một cái nội dung gì đó. Mà tại sao là Bảo Hân lại suy nghĩ như vậy mà không phải là làm theo số lượng như là mọi người bây giờ? Tại vì là thứ nhất là con một tuần đi học là 5 ngày á, thì con vẫn đặt việc học quan trọng hơn. Con chỉ quay vào cuối tuần là tầm 2 đến 3 clip con mới up, thì con sẽ suy nghĩ có thể là sẽ kỹ hơn và chậm hơn so với kiểu là suy nghĩ nhanh liền để làm liền luôn. Thì con nghĩ là con nên chậm lại hơn để có thể một cái mang tới video cho tất cả mọi người xem một video hoàn chỉnh mà hay hơn. Hay quá, tuyệt vời. Mà đôi khi là hình như là chị Sương có nói là đôi khi là quay thấy không ưng là bỏ luôn, không có đăng luôn. Đúng rồi, quay rất là hoành tráng, mình quay mệt thế luôn á. Nhưng mà không, con không thích lên đó, là thôi mình cũng không, mình tôn trọng. Tôi nghĩ rất là chín chắn đấy. Đây là chị Sương mở nhiều khi quay mà chỉnh luôn chị Sương mở. Chị Sương mở là kiểu cái nào mà phải mẹ là phải vui lên, mẹ phải này kia lên đấy. Đúng rồi, bà thông gia cười tươi lên. Nè, có một cái món mà nãy giờ em thật sự em nhìn em rất là ấn tượng luôn, mà chị Sương gọi là cái cò sò điệp này nè. Cò sò điệp ở đây là còi to luôn nha. Đây này, các bạn coi cái cò sò điệp này. Đây này, có cả trứng nè, anh Hải một con thử nha. Con này ngon nè. Hôm nay các bạn nhìn thấy mặt này mình hơi buồn buồn tí, là hết sức thông cảm nhé, vì tâm vui không nổi. chưa kịp điều chỉnh lại các bạn ạ. Mình nghe nói là cái chị phỏng vấn ở trong tổng lãnh sự quán Mỹ là đã gây thương đau rất nhiều người đi phỏng vấn rồi. Nếu mà anh em mà đi vào đấy nhá, ở chỗ Lê Duẩn đấy mà anh em gặp con em tây đen đấy là anh em thôi xác định luôn. Cái nó chán cái gì cả, nó làm giống như kiểu nó hiểu cảm xúc ấy, cảm tính của nó. Hỏi đúng câu hết cho dân luôn. Cày thật. Đây mời anh em ăn mình cho bó cày. Ngọt. Đây nó có cả phần trứng nữa nè. Béo quá. Đây nguyên con. Coi coi. Dạ. Nên bán nó nguyên con thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này còi này là còi sống luôn á bạn. Trời ơi, ngọt quá. Trong những mặt hàng Diễm bán, Diễm rất là thích còi sò điệp luôn. Ngon. Mà hôm nay phải nói là khung cảnh này ngồi trời hiu hiu này, mưa nhỏ này, mát mát. Nó có thể âm thanh hơi ồn tí, mong anh em hết sức thông cảm nhé. Tại vì thường người ta là chòi lá, nhưng mà ở đây là chòi bằng tôn các bạn. Cái nước mưa nó vào thì nó sẽ có cái âm thanh hơi ồn một tí. Mà đồ ăn quán này thật sự luôn là hơi xa cái khu trung tâm một tí thôi các bạn. Nhưng mà quan trọng nữa là cái khung cảnh rất đẹp. Nay mình đi khá là trễ với lại mưa, chứ không mình sẽ quay chi tiết hơn nha các bạn. Về Đông Sơn nha. Đẹp quá ha, như bó bông luôn ha. Về Đồng Nai là có hai món mà em rất là ấn tượng mấy lần đi ăn với chị Sương á. Một là con tôm càng ở đây to, hai là con hàu ở đây to. Ngon. Đúng. À thế à, anh không biết. Mà tôm càng xanh sông Đồng Nai là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Nếu mà đi tìm về ẩm thực Đồng Nai thì phải nhắc tới con tôm càng xanh sông này. Tôm này to nhỉ. Gặp không luôn này. Quá to luôn ha. Cái đầu nó này. Cái phần đen đen này phần gì? Không ăn đi. Thôi hôm nay anh Hải buồn rồi không trêu. Đúng rồi. Bình thường là trêu. Hôm nay là tự nguyện ăn luôn à? Hả? Rồi đang buồn. Buồn. Ui Hải ơi. Ngon nhỉ. Thôi, em chiến đi. Nhưng mà em thì nghĩ vậy nè. Nó cứ cuộc vui nào thì cũng có lúc buồn đúng không? Không phải lúc nào mình cũng vui hết. Nói chung là nó sẽ có lúc buồn lúc vui, mình phải vui hết người khác lại buồn. Thôi mình thay vì thế thì mình gánh cái nỗi buồn giúp cho người khác để người khác vui nữa. Con này khỏi chân nữa nha. Cảm ơn bạn Diễm. Tại vì có người đậu thì sẽ có người rớt, mà có người rớt thì sẽ có người khác đậu. Mình thế cứ, vào cái chỗ đấy. Mình cứ nghĩ là giống như đợt này là đang có người cần đi trước mình, để người ta đi trước rồi mình đi sau. Người ta đang vội. Người ta đang vội, mình không vội. Mình không vội. Nhưng mà
chú mẹ luôn. Mà cái đầu ngon quá nè. Ui, gạch này ngon lắm này chị này. Bảo Hanh thích cái này lắm nè, cho bà Hanh. Đâu? Bảo Hanh nè. Bảo Hanh rất thích ăn cái này. Nè gạch này. Bảo Hanh thích giống Bắc Hải rồi đấy. Bắt đầu giống rồi đúng không? Ở nhà là Bảo Hanh có nấu món ăn là cho mẹ không hay là mẹ nấu hết? Dạ có, lâu lâu thì con có phụ mẹ luôn. Vừa phụ vừa nấu luôn. Con nấu được món gì? Con nấu được thịt kho. Thịt kho? Ừ. Thịt kho trứng hay là kho bình thường? Thịt kho tiêu với lại thịt thịt chiên, thịt kiểu đấy là tất cả các thịt kho thì con đều nấu được luôn. Nhưng mà cá thì con lại không nấu được. Không biết nấu cá? Con chưa biết nấu cá. Rồi còn các món rau? Món rau thì con biết nấu xèo, luộc. Có biết luộc rau muống không? Để biết. Ồ, tuyệt vời. Nhưng mà luộc xong nó có xanh không con? Có. Nhưng mà kiểu lần đầu con làm thì con lỡ để chín quá cái nó quéo rồi. Chứ quan điểm là luộc là chưa có xong được nha các bạn. Bảo Hanh vất vả mà. Nào, nhà vô rồi nào. Yeah. Vô để tạo động lực cho hai mẹ con chị Sương và Bảo Hân. Một. Vô. Vô. Chúc mừng hai mẹ lần sau. Tạo động lực cho bé Hải nữa. Lần sau tôi rút kinh nghiệm rồi, tôi sẽ phỏng vấn ở dưới ở ngoài Hà Nội để đỡ phải gặp con tây đen nha. Con mini đen thì cay chất đấy. Đây, mời các bạn nha. Ôi. Con tôm á, kể cả tôm hùm. Ăn ngon nhất là cái phần thịt mà nó dính với cái gạch đầu á. Béo, thơm, ngọt. Mà bạn nào mà ăn cay chấm vào một chút cái muối ớt hay là chấm chéo, tuyệt vời luôn. Chị Sương, em với anh Dũng là vừa rồi đi về là có ghé quán chị ăn. Em mới xác nhận. Dạ đúng rồi, mới xác nhận là người con gái quản chị là nói chuyện là rất là nhỏ nhẹ chị ạ. Như chị Sương là vào trong này là còn là kiểu cái giọng là còn mạnh hơn rồi đấy. Chứ mà em ra ngoài em gặp các chị ngoài đó là rất là nhẹ luôn. Các bạn giờ cũng hiểu được tại sao mà chị Sương là nhỏ nhẹ vậy đó. Nói to là tao quánh chết. Nói to là tao. Đúng anh. Okay, thịt mà nó ngọt á. Ngon. Nhưng mà thường ấy, đang nói chuyện về cái giọng khi mà mình nói chuyện với người khác á, cái công việc của chị Sương là thường dành cho phái nam là nhiều, với thứ hai đó là mình phải tiếp với nhiều người mà gọi là cá tính mạnh á, xe tải mà, thì có cách nào để kiềm chế cái áp lực để mà bớt to tiếng hả? Thực sự là nói chung là một trong những cái mà để mình bớt áp lực nhất là tập yoga cả nhà. Cái thứ hai nữa vẫn tập nhưng mà không được đều như ngày xưa, nhưng mà là cái đó là cái thiền đấy cả nhà. Thứ hai nữa là mình luôn đặt khách hàng lên trên hết. Mình suy nghĩ là khách hàng là người nuôi mình, là dành cơm ăn áo của mình, cho nên tất cả mọi thứ mà có những cái nó không có thể là không hài lòng đó, nhưng mà đó là cái mình phải chấp nhận và mình cũng phải kìm lại. Thì làm dịch vụ anh em mình không thể tránh khỏi được, đúng không? Khách hàng thì nào? Khách hàng là cha là mẹ. Sao anh lại nhấn mạnh thế? Em là chén cơm bên áo đấy. Thực sự là cũng giống như chị Sương hay anh Hải ấy, là đối với anh em mình, đối với mình và bạn Diễm, thứ nhất là khán giả cũng là những người mà nuôi dưỡng cái kênh YouTube của anh em mình. Không có khán giả thì không có cái kênh của anh em mình ngày hôm nay. Phải có lượt xem, phải có sự ủng hộ của tất cả các bạn thì mới có những nội dung để anh em mình làm. Rồi thứ hai nữa là từ đó anh em mình mới bán hàng được anh Hải ha, thì mới có thêm thu nhập để làm thêm những việc khác. Nên là anh em mình luôn tôn trọng khán giả các bạn. Nên là anh em mình là ai cũng lúc nào cũng là nâng cao chất lượng video. Đặc biệt ví dụ như anh Hải đi, muốn đi Mỹ là vì sao là cũng muốn quay video để gửi đến khán giả của kênh Sapa TV. Nên là thôi thực anh ăn hào to này. Rồi em ra đòn đi, thực sự là Mỹ nó chỉ là một điểm đến của mình. Mình cũng nói thật thế. Ở thời điểm này mình chưa có duyên với nước Mỹ, nhưng mà hy vọng sau này sẽ có duyên nước Mỹ và đi quay chia sẻ các bạn. Còn bây giờ mình sẽ có rất nhiều nước để mình đi quay chia sẻ các bạn, cụ thể như kiểu Trung Quốc hoặc là những nước hoặc là châu Âu đấy. Nếu mai thì anh em mình cũng sẽ đặt tour đi châu Âu, nếu mà công ty lữ hành nào mà có muốn anh em nếu mà có tour châu Âu thì muốn anh em mình trải nghiệm hoặc kết nối gì đấy thì có thể liên hệ với cả mình hoặc là Phan Diễm. Số điện thoại người ta liên hệ có gì nhỉ? Tư vấn tour cho ấy. Tư vấn tour thì các bạn cứ, nếu mà riêng với Phan Diễm ấy, thì các bạn cứ nhắn thẳng trực tiếp vào Zalo số điện thoại là 0981128578. Thì anh mình là anh em mình là sẽ có team mình ấy, vợ chồng mình cũng như là vợ Sương với cả Diễm rồi anh em cùng đi. Đấy, team ekip đi. Đi cho đây là người ta gọi là lấp vào chỗ trống đấy. Cay quá đi hết luôn. Đi du lịch để trả thù. Đây này các bạn Diễm nói là thật sự luôn là hầu ở trên này họ làm hầu to lắm nha. Con này để dành cho anh Hải. Dạ đây em có này. Anh Hải. Em chuyển đi. Tại vì con Hải là to. Con
Không, 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 em ăn chiến đi, em ăn ăn cái gì bổ đấy mà em ăn cái đấy đi. Đây mời cả nhà nha. Ở đây thì có thể là nướng phô mai hoặc là nướng mỡ hành. Chị Sương đã gọi chọn nướng mỡ hành. Màu ngọt lắm. Con là to mà phải cắn. Ôi, màu rất là ngon, ngon luôn. Màu tươi. Màu ngon lắm luôn. Ngọt lắm. Ngon ha. Ăn không vậy là nó có được cái hương vị luôn. Đấy bạn thấy là đây cũng là quán thứ 3, thứ 4 gì đó mà chị Sương giới thiệu với anh em mình ở thành phố Biên Hòa rồi. Quán nào chất lượng các bạn. Mình phải cảm ơn chị Sương rất là nhiều, tại vì để tìm ra một cái quán chất lượng để review là khó lắm các bạn ơi. Ngoài ra đây là nãy giờ mình ăn hải sản á, thì có thể là chị Sương đã gọi thêm một cái này là cái dĩa gọi bò. Kiểu bốc khấu các bạn. Cái này để nhậu hoặc là ăn để đổi hương vị sau khi mình ăn dầu mỡ nhiều á. Ở đây thì có cà pháo này. Đó. Tắc này, sả này, củ kiệu, hành tím, cà rốt. Thơm quá luôn. Nhìn tay vậy nó thành thục ghê luôn á. Con là chuyên gia thật luôn á. Ăn rất là quen. Bảo Thanh phải học hỏi cô Diễm rất là nhiều thứ. Không, từ anh nói tới mọi thứ là vậy, nhiều lắm ấy. Mà cái này là nhiều áp lực lắm. Mình tin chắc là Bảo Hân cũng đã tìm hiểu sơ qua rồi. Thôi, em nghĩ nhà mình cứ mọi người ăn một miếng cho nó đỡ ngán. Gắp nha, dạ. Em ra để chị gắp cho gái cho dạ, đây đây đũa mới. Nãy giờ chưa được gắp nữa. Dạ. Cảm ơn. Hôm nay là Diễm có cũng có một đôi đũa để riêng để gắp đồ ăn luôn nha các bạn. Thật ra thì mấy bữa đấy Diễm bệnh cả nhà. Mọi người góp ý mạnh với anh em mình rút kinh nghiệm sâu sắc. Em bị vướng cái viêm họng mà em đang sợ là bị viêm amidan nặng ấy, là có nghĩa là em bị từ hôm mà tân gia nhà anh Hải xong ấy. Là em do mẹ nhiều quá. Là Diễm cứ bị xong uống thuốc rồi hết khoảng 1 đến 2 ngày xong lại bị lại. Thực ra là cái amidan ấy là như đợt trước anh đi doctor là các bác khuyến cáo là mình không nên cắt đâu. Bị khàn giọng không? Không, có thể là thành họa mi hoặc có thể là thành vịt. Nhưng mà thường bây giờ có thì cái giọng này đi. Với cái công nghệ bây giờ thì thường cắt là sẽ rất là ok, nhưng mà cái amidan nó là một cái để báo hiệu cái sức khỏe trong con người mình, ví dụ như mình sức khỏe mình không ổn ấy, thì nó sẽ làm cho báo hiệu lên cái amidan đầu tiên để mình biết được ấy. Nên là để theo cắt đây là mất cái báo hiệu luôn. Đúng rồi, cắt đi nhiều khả năng dở đấy. Mà nó sợ mà. Cách là phải mình phải bao nhiêu lâu đó là mình phải không được nói luôn em. Cấm khẩu một, một năm không nói. Không, đâu. Em mà không nói được thì ai chốt đơn. Mười mấy ngày thôi. Nhưng mà ngon á. À, Diễm nói thật luôn là cái quán này họ làm cái hương vị rất là vừa vặn luôn này. Mình chấm nhiều. Đúng không? Không cần phải chua hả? Không, cái này là có lá rất tanh. À, đấy. Được bà thông gia tương lai gắp một miếng này trúng ngay cái mà món anh Hải gần như là không ăn. Đó là lá diếp cá. Phải nói hôm nay là có nhận bà không ra gắp cho ăn con món diếp cá hay ờ cái đó xài không ăn được diếp cá. Ờ bây giờ em biết em lui cái đó. Bà xuống để bà xuống. Bà xui này là nhường nhịn quá. Rút kinh nghiệm liền luôn. Nhưng mà đấy các bạn thấy là hôm nay là anh Hải vào đây là cũng giống như là đi đáp lại tình cảm. Tại vì chị Sương với lại bé Bảo Hân này từ Biên Hòa Đồng Nai mà vượt bao nhiêu km để ra tới Sapa tham gia nhà mới của anh Hải. Xong rồi lên Sapa review nhà hàng các kiểu là gì? Đấy, rất là cảm động. Yeah. Mặc dù hôm đấy thì mình khá là bận nên là không đón tiếp chu đáo được. Nên hôm nay là phải đích thân vào tận đây để cảm ơn hai mẹ con. Bảo Hân có cảm ơn bác chưa? Cảm ơn bác vào kìa. Bác Hải, bác vào đây lâu chưa? À, bác vừa vào chiều. Ý là mình vừa vào Đồng Nai hôm chiều này. À, không, vào Sài Gòn thì từ hôm qua nhưng mà vào Đồng Nai là hồi chiều. Đúng rồi đó. Vậy là tối nay bác lại bay vào ngày sáng mai bác bay về Thanh Hóa. Bác có dự kiến là đi Mỹ nhưng mà xịt rồi con ạ. Nên là thôi bác lại quay trở về với là đất nước yêu thích của bác. Những món nó ngon rồi, những chợ phiên rồi. Đám cưới đám ma là nhà bốc mã. Từ từ ha. Rồi sẽ đi anh ạ.
Hình như cái mùa này là cái mùa thời tiết nó thay đổi nên là Bảo Hân này hình như là cũng bệnh đang đau họng. Con đang ho với sổ mũi luôn. Đang ho sổ mũi. Kiểu cảm nhẹ thôi. Uống thuốc nha. Bảo Hân rất là lười uống thuốc, Bảo Hân không bao giờ uống thuốc. La lắm. Này Bảo Hân là giống chú Phạm Dũng rồi. Trong trường hợp là cấp bách lắm mới uống thôi. Mà cái thuốc mà Phạm Dũng hay uống nhất là Panadol các bạn, tại vì đau đầu. Bảo Hân có thể vẽ cái cá lóc này ra cho bác Hải với mọi người. Để xem là Bảo Hân khéo tay như thế nào nha. Con này con lấy cái thịt thôi, cái da để lại cho. Đây bác Hải đưa chén đi cho con lấy miếng bánh. Cảm ơn con, tuyệt vời quá. Ở đây là sau này là mình phải cho thằng con này mình cắm dùi ở trên cửa nhà Hải nhá. Ôi thịt ở đây họ bắt sạch thôi. Thực sự là nhìn Bảo Hân ấy là mình có một lòng tin rất là chắc chắn là sau này chị Sương sẽ có một chỗ dựa vững chắc vào Bảo Hân luôn. Tôi cũng mong thế, nhưng mà dựa ít ít thôi, dựa nhiều cũng sợ con nó ngã. Nhưng mà yên tâm. Sương là đồng hành đó, còn nó dựa chắc Sương cũng không dám, Sương sẽ đồng hành với con Sương. Tại vì chắc chắn là sau này mình lớn tuổi thì phải dựa vào con rồi. Bây giờ có thể là đang còn sức khỏe, đang còn làm được, lo được mọi thứ. Nên là chị sẽ không nghĩ tới chuyện đấy. Nhưng mà mình nghĩ là lúc nào bố mẹ cũng phải dựa vào con cái lúc già mà. Chắc bào tài dựng lão quá. Không, bây giờ em nghe nói là viện dựng lão bây giờ dịch vụ đó. Không, mình hơi bây giờ sau này anh em mình chủ động tự xây một cái. Chắc. Không, nhưng mà Diễm cũng rất là, thực sự là chị Sương, anh Hải là giống như một người anh cả. Còn ở trong này thì chị Sương giống như là một người chị lớn ở trong này. Tại vì cũng là một cái tấm gương mà mấy chị em mình ở trong này học hỏi. Tại vì rất là bản lĩnh. Và ví dụ như cả Bảo Hân cũng vậy, là chị Sương là tính toán tới con đường là sau này có thể là cho Bảo Hân đi du học rồi. Đấy, nói chung là rất là ngưỡng mộ các bạn ạ. Cố gắng thôi cả nhà, cố gắng. Có cá lóc để mình có thể là cuốn với bánh tráng nha các bạn. Ở đây thì có bánh tráng rau sống, một cái dĩa rất là đẹp luôn. Nhưng mà có thể là nhiều món quá nên là cũng không kịp cuốn các bạn. Làm rất là bài bản, chín chu. Món nào cũng nhìn là thấy ưng mắt rồi. Và thực sự là hôm nay mình rất là bất ngờ với cái món heo quay này. Ngon, cực kỳ ngon luôn. Mình còn con gà nướng nữa này. Nhiều lắm, con gà. Đây còn một cái món mà Dũng thích, rất là thích này. Đó là cái om chuối. À. Đó, hai cái niêu đó là om chuối này. Tuyệt vời quá các bạn. Đây. Cái món này là lâu nay là có Song Hỷ là hay nhớ để gọi cho Phạm Dũng, nhưng mà không ngờ hôm nay chị Sương cũng nhớ để gọi luôn. Mới gần nhắc nhớ. Song Hỷ thì giờ này chắc là ở dưới quê chắc giờ đang gần ngủ luôn. Mới thấy đám cưới xinh ơi là xinh luôn. À. Bé xinh thật luôn á. Dễ thương vậy. Kênh của Bảo Hân Vlog hôm nay là được bao nhiêu ngàn người đăng ký rồi? Con sắp được 11.000 con nhỉ? Sắp được 10.000. Cảm thấy như nào sau một cái thời gian cũng chưa dài mà cũng không ngắn? Con cảm thấy là kiểu vừa vui mà kiểu con cảm thấy vừa nôn nữa. Vì tại vì là cái con số follow nó càng ngày nó kiểu cũng tăng lên á. Và cũng được mọi người ủng hộ và yêu thích nên là con cảm thấy rất là vui và biết ơn. Biết ơn ai? Biết ơn mẹ và tất cả các cô chú, và cộng thêm tất cả các bác cô chú anh chị đều ở trên cân của con, và cân của tất cả các cô chú lúc qua để ủng hộ cho cân của con luôn. Nhưng mà Bảo Hân có cái mũi đẹp quá nè. Mũi em là bị gãy chỗ này nè. Nhưng mà mũi Bảo Hân là thẳng tắp. Ôi, em nói là cái gì? Bảo Hân là chuẩn bị đi thi người mẫu nhí đấy. Đúng không? Mẹ Bảo Hân là mẹ Bảo Hân là đang kiếm tìm một cái đơn vị để mà đào tạo á, model kit đấy. À, cho Bảo Hân đi học. Thế là phải xuống Sài Gòn đi chị. Đúng rồi đó. Nhưng mà cái đó là Sơn muốn cho Bảo Hân đi tập dáng đi rồi các thứ ở nhà, chứ không nghĩ tới là người mẫu đó. Chị có thể tham khảo lớp của chị Bảo Hân ý đó. Đấy. Với cái suy nghĩ của Bảo Hân đó là mình tin chắc rằng dù kênh Bảo Hân có lớn như nào thì cũng không làm cho Bảo Hân bị thay đổi nhiều đâu. Sẽ càng ngày càng chín chắn hơn thôi. Nên là mình hy vọng là các bạn sẽ ghé qua kênh YouTube Bảo Hân Vlog để đăng ký cũng như là xem những clip ủng hộ tinh thần của Bảo Hân. Tại vì thực sự là một bé mới lớp 8 thôi nhưng mà rất là trưởng thành các bạn. Và có những cái suy nghĩ mà đôi khi là những bạn đồng trang lứa là cũng chưa nghĩ tới đâu. Năm sau
con dâu của bố Hải đấy nha. Nhưng mà các bạn thấy là hy vọng là các bạn sẽ qua để ủng hộ bé Bảo Hân này, và đặc biệt là trong những chỉ còn khoảng chắc hơn 2 tháng mấy nữa là Tết rồi. Nếu các bạn có những cái dịch vụ về xe này hay là nhu cầu mà mua bán xe thì nhớ ủng hộ chị Minh, đó là chị Sương. Nhưng mà chị Sương có thể đọc lại số điện thoại một lần nữa hay là website của bên mình mà để được tư vấn chi tiết chị ha. Của Sương thì hotline của Sương là 0931674675 nha cả nhà. Với lại cái website của Sương là Tân Quốc Tuấn Auto. Thì cả nhà mình có thể là ủng hộ Sương với fanpage của Tân Quốc Tuấn Auto luôn nhé. Cũng có một kênh YouTube là Tân Quốc Tuấn ô tô tải. Đấy. Còn sau bữa ăn này thì ngày mai thì anh Hải là sẽ về Thanh Hóa các bạn ạ. Về Thanh Hóa thì anh Hải có những cái kế hoạch riêng. Sau đó thì anh em mình mới bắt đầu lại hội ngộ ở trong phía Nam này. Thì cụ thể như thế nào thì các bạn nhớ đón xem trên kênh Sapa TV và Phạm Dũng nha. Hy vọng là các bạn cứ qua kênh Sapa TV động viên thêm anh Hải nha, để anh Hải sớm vui vẻ trở lại để anh em mình có những cái hành trình mới các bạn ạ. Còn clip ngày hôm nay thì chắc là mình cũng kết thúc ở đây, để anh em mình ăn uống trò chuyện và chuẩn bị lên đường về Sài Gòn và nghỉ ngơi. Ngày mai thì anh Hải sẽ lên đường về Thanh Hóa nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là cổ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578. Và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.